bây giờ mình vô thăm cái đầu tiên luôn nha mọi người. Đây, cái đầu tiên mình đặt ở cái chỗ này, hy vọng là có hàng. Ô, nhẹ tơn à. Còn lúa còn chuột luôn nha mọi người, mắm luôn nha mọi người. Đặt chỗ này ngon vậy mà không thấy đâu, không thấy rắn chạy. Rồi bây giờ mọi người theo chân anh em mình đi tiếp nha. Rồi giờ mình vô thăm cái tiếp theo luôn nha mọi người. Ngay cái mương luôn, cái này là đập ngu ngu à, té chết bà luôn. Trời ơi, điểm đẹp vậy mà không thấy đâu hết. Chuột, chuột chết 8 kiếp rồi em ơi. Trời ơi, lúa còn chuột chết mất rồi. Mọi người coi cái hốc này, cái hốc này đẹp, đặc đẹp không? Vậy mà chuột chết tiêu mất. Rồi, rồi giờ mình tới 37 tiếp theo review tiếp cho mọi người xem nha. Theo luôn nha mọi người. Rồi, rồi, có hàng rồi mọi người. Con gì á? Lục da luôn nha. Lục da luôn. Nằm này. Được em hổ vẹn nha mọi người, hổ vẹn mini. Con này chắc tầm 4-5 lạng nha mọi người. À, mọi người thấy chưa? Nằm cục á. Nằm cục mình ở trong. Mình vô mình giỏi cho hiều mà mình thấy đích nặng nặng. Mọi người thấy không? Đặt cái có liền. Cái chỗ này mình cũng thăm lần đầu luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy chưa? Rồi bây giờ mình đem ra xe luôn nha mọi người. Rồi bây giờ cô đại bắt ra luôn cho mọi người xem nha. Đây được em này. Em đầu tiên luôn nha mọi người. Đây là cái thứ ba mới dính nè mọi người, hai cái đầu móm rồi. Đây là cái thứ ba. Cái vùng này mình thăm tổng cộng là 25 cái, 24 cái. 24 cái hay 25 cái à? À hồi bữa mắc, mắc con cái. Là 25 cái. Đây, bù bắt nhanh vậy em. Bù ghê vậy. Ừ, em đầu tiên nha mọi người. Đây. Cái dòng này không có độc nha mọi người. Đây là nó thay rồi. Mọi người coi nè, nó lột. Ui trời. Xem nó tát vô. Mọi người coi nè, nó thay cái đầu nó. Thay dạ. xuống cầm sát xuống tới nó cắn rồi, nó cắn. Mọi người thấy không, nó lột cái đầu nè mọi người, nó lột cái đầu ra nè. Rồi em đầu tiên nha mọi người, ba cái là có hàng rồi, về rồi. Nói chung là nhỏ cũng được, cái dòng này không có độc nha mọi người. Đây là chỗ mình gọi là hổ trâu á, ở chỗ khác gọi là hổ vện với hoặc là long thừa nha mọi người. Dòng này không có độc nhưng mà nó cắn ghê lắm nha mọi người, nó cắn như hổ ngựa. Nói chung là nó cũng hiền hơn hổ ngựa gấp 10 lần. Nó như hổ phạch hành khỉ, nó cắn đâu điếng em, nhỏ nhỏ nó mới hay cắn. Rồi bây giờ mình giấu lại luôn nha mọi người, giờ chuột cũng chưa về luôn nha mọi người. Bây giờ mình tranh thủ cái da gì mà la không bự mấy ký không, nhỏ mà da này, da nhỏ mà da chút xíu mà. Nói chung là con này cỡ tầm 4-5 lạng nha mọi người. Nói chung có hàng là vui rồi. Chục ký nói luôn đi, chục ký luôn đi cho có khỏe em. Chục ký từ 15 cây, chục ký từ 19 kg. Đây là em đầu tiên luôn nha mọi người. Rồi bây giờ hai anh em mình tranh thủ đi đi thăm mấy cái nữa nha mọi người. Đi thăm tiếp nha mọi người, mới có 3 cái à, còn 22 cái, 21 cái nữa. Mọi người theo chân anh em mình đi tiếp nha. Ôi, trời trời nắng chang chang. Thở không nổi luôn các em ơi. Tới chưa? Mọi người coi gai này. Đi mà bất cẩn cái là gai nó quất vô mặt kìa, thấy cảnh luôn. Có không em? Còn chuột chết luôn nha mọi người ơi. Gì mà toàn chuột chết với lại chuột chết luôn rồi. Chuột chết luôn nha mọi người. Thôi bây giờ mình giấu lại luôn nha mọi người. Rồi mọi người theo chân anh em mình đi tiếp nha. Cái này đã. Giờ mình thăm từ cái khúc trong kia thăm ra nha mọi người. Mọi người theo chân anh em mình đi nha. Đi, đi đại ơi. Có. Rồi rồi rồi, có hàng rồi mọi người. Có. Con gì? Ôi chuột kìa. Wow, hổ vện mini nữa nha mọi người ơi, mới đẻ hồi tối. Ui, con này chắc to hơn con nãy tí nha mọi người. To hơn cái con đầu tiên đó chứ, to hơn cái bộ con này to hơn mà. À, được em hổ vện nữa nha mọi người. Chút ép à. Trời ơi, lệ luôn. Sao hình như cái này là đầu mùa, như rắn nó mới đẻ hay sao em? Sao toàn mini không ta? Sớm cho được hai con hổ vện vừa rồi nha mọi người. Đây nè, con này cỡ 5-6 lạng, to hơn con nãy tí chứ mấy. Thôi mọi người theo chân mình đi tiếp nha. Con kia 4 lạng, con này 5 lạng. Con kia 4 lạng, con này 6-7 lạng á, giỡn em. Rồi mọi người theo chân anh em mình đi tiếp nha. Gai, nhìn cái gai kia khiếp, cái móm vào đâu. Rồi giờ mình vô cái tiếp theo luôn nha mọi người. Cái này cũng dưới một cái hấp đã lắm nha mọi người. Hy vọng cái này có đây. Có không em? Nặng không? Chú con luôn hả? Chú con luôn hả? Hấp đẹp quá. Quá trời hấp đẹp quá mọi người. Rồi chú con luôn nha mọi người. Thôi bây giờ anh em mình đi tiếp đây. Rồi, nên mình vô tiếp cái tiếp theo luôn nha mọi người. À, trời ơi, đồ
hôm nãy giờ mà trời nãy giờ dính con anh được không? Con này thích cũng nhỏ. Con gì? Con trai đây. Ôi. Ôi trời ơi. Ba nó không nổi ơi. U. Pê. Ôi mọi người ơi. Trời ơi đã chưa? Mọi người nhìn nè. Mà nhỏ trời ơi. Biết làm luôn nè. Ui con này phải tầm 2 kg em ơi. To hơn con qua nữa mà. Trời ơi đã chưa? Con này phải 2 kg nha mọi người, biết lợp luôn nè. Chỗ đẹp quá trời luôn anh ơi. Trời ơi, mọi người nhìn. Mọi người nhìn cái hốc nè. Trời ơi cái hốc cỡ dài mà không dính thì sao được. Mọi người nhìn nè xung quanh nè. Trời ơi. Đã không mọi người? Ôi, pê, em này làm thứ ba luôn nha mọi người. Ôi mọi người nhìn nè, nhìn nó đẩy cái hông ra nè. Ui đã chưa? Ui cái lúc đầu anh thấy cái bịch lúa đây là anh thấy phê rồi. Trời ơi mọi người thấy đã không? Ui sao. Mấy ngày rồi lâu rồi. Ừ, con này chạy hết rồi. Con này vô lâu rồi em ơi, chắc dính cái bữa thứ hai mình đi thăm á. Đúng rồi, cái bữa nắng á. Ờ cái bữa nắng á. Mưa suốt. Ồ, đã ghê mọi người. Cái khu này là bữa này là bữa thứ tư mình mới đi thăm nha mọi người. Ồ, đã quá mọi người. Cái gì? Bữa thứ tư hay thứ năm ta? Thứ năm vậy. Thôi mọi người theo chân anh em mình đi tiếp nha. Đây, cái nãy dính con hổ vệ nhỏ đây. Nói chung là cái bây giờ mình cũng hết chuột rồi nha mọi người, bây giờ mình đi gom luôn, gom mấy cái nào mà chuột chết rồi mình đi gom ra luôn. Nãy giờ gần mười mấy cái được hai con ha. Mười mấy rồi, 13 14 cái rồi. 13 14 cái là được ba em rồi nha mọi người. Mọi người theo chân anh em mình đi tiếp nha. Vô cái phía trong có không em? Con. Gì? Lãi hả? Con lãi là con gì? À rắn nhỏ hả? Nổi chuột ra luôn rồi. Chu cha. Nói con chuột ra luôn đây nha mọi người. Trời ơi coi nè. Trời mắm ruốc. Vãi. Ui, đây là em thứ tư luôn nha mọi người. Trời ơi nói ra nè mọi người. Trời ơi nhìn ghê không? Chắc con này mới vô hay sao á. Đây là em thứ tư nha mọi người. Trời ơi khiếp chưa. Mệt quá trúng mấy con lãi này thấy chán quá cô ơi. Rồi mọi người theo chân anh em mình đi tiếp nha. Rồi. Con em. Ôi lãi nữa anh ơi. Chu cha. Rồi kẹt đầu luôn hai con luôn. Hai con hai khúc luôn. Chu cha. Cái vụ gì đây? Mọi người nhìn nè. Trời ơi một con nè, hai con nè. Trời ơi thấy mấy cái cảnh này thấy não mọi người, hai con kẹt đầu hai bên luôn. Trời ơi. Nói thiệt chứ mình ghét nhất mấy cái cảnh mà kẹt đầu mà toàn là đồ dòng mini nha mọi người. Thôi bây giờ mình gom ra kia mình bắt luôn cho mọi người xem nha. Còn hai cái nữa thì hy vọng là còn nha. Còn hai cái cuối cùng nữa. Đây là cái thứ 21, 22 rồi nha mọi người. Rồi cái khu này nói chung là được có mỗi con hổ vẹn bự à. Còn lại mấy con đồ mini không. Nhưng mà chỗ này dính nhiều ghê á. Toàn mini không à. Ừ. Thôi mọi người theo chân anh em mình đi tiếp nha. Còn hai cái cuối cùng nữa. Rồi anh em mình vô cái tiếp theo nha mọi người. Đi oải quá mọi người, mười mấy cái thôi. Đặt gì mà xong. Cái này là cái thứ 18 đây, còn hai cái cuối cùng nữa nha mọi người. Hy vọng hai cái cuối cùng chính hàng nha mọi người. Thôi mọi người theo chân anh em mình đi tiếp nha. Hồi nãy giờ mấy cái kia móm nhiều quá nên mình cũng không có quay cho mọi người xem nha mọi người. Mình quay mấy cái trúng thôi, nói chung là mình quay ngắn thôi. Cắt bớt đi chứ dài quá mọi người xem nó nhàm chán nha mọi người. Sớm giờ được có hai. Rồi giờ mình còn hai cái cuối cùng nữa nha mọi người. Còn cái này với lại một cái phía bên kia nữa nha mọi người. Cái giờ mình thăm cái này trước. Cái này ngay ở chỗ đường có lối đi đẹp lắm này. Rồi hệ thống quang luôn, chuột chết luôn mọi người. Trời ơi, chuột chết phải kiếp rồi. Còn cái bọc ni lông không à. Cái này mở mọi người. Trời ơi. Thôi mọi người coi nè, cái lối đi này hơi bị đẹp luôn. Phía bên trên kia mình cũng đặt ngay cái đường chuẩn cũng cái lối đi như vậy luôn nha mọi người. Hy vọng là trên kia dính. Thôi mọi người thấy đã không? Mọi người nhìn cái hốc này. Thấy không? Vậy mà không dính thì thấy cũng hơi vô lý. Rồi bây giờ mình qua cái cuối cùng luôn nha mọi người. Rồi bây giờ mình vô cái cuối cùng ở đây luôn nha mọi người. Cái này cũng là cái hốc đường đi luôn. Mọi người nhìn này, rậm rịch luôn. Đã ghê. Chu cha cũng trống luôn. Chu còn sống luôn nha mọi người. Chụp chạy tê tê. Cái này móm luôn nha mọi người. Ngay cái lối đi ngay sát bờ tường mà không dính luôn nha mọi người. Rồi thôi bây giờ mình ra mình bắt mấy con rắn ra rồi tổng kết thành quả cho mọi người xem nha. Rồi anh em mình mới vừa ra xe luôn nha mọi người. Bây giờ anh em mình bắt mấy con này ra cho mọi người xem. Giờ mình thăm hết cái vùng chỗ này được dính được 4 con nha mọi người. À 5 con. Cái lòng này được 2 con mini nè. Hai con lãi. Ừ. Nói chung là bình thường mình thăm là mình bỏ chuột lại luôn nha mọi người. Bây giờ mình không có chuột á, sẵn tiền mình gom ra đây á. Đợi khi nào chuột lên rồi mình đi đặt lại luôn nha mọi người. Chứ bây giờ mình sợ chuột nó lên chậm á. Ôi trời ơi đã chưa.
mình sợ chuột nó lên chậm á, một người phát cỏ ra đi trồng trồng nương đồ á, thành ra người ta chôm hết, nên mình cũng gom ra đây luôn. Đây, tháo mấy cái bọc này ra luôn cho mùi xem á. Ủa sao dính chả rồi. Bà chả nó. 4 cái được 5 em nha mọi người. Chỗ này mười mấy cái á, chỗ này 14 15 cái á, nhưng mà được 5 con luôn. Phê thiệt. Đây, cái này được 2 con này, nhưng mà hai con lãi. Thấy cái cảnh mà dính lãi này thấy chán chán em ơi. Quá chán. Đó, được mỗi con hổ vậy. Con này biết lợt nha mọi người, con này phải tầm gần 2 kg nha mọi người. Con này chắc to hơn con bữa hôm kia vậy hả? Con này cũng tạm ổn. Con này là ngon rồi, nói chung là ngon rồi. To thôi. Trời ơi. Đây em hổ vẹn nữa nha mọi người. Giống hai em á. Đây, hổ sớm được một con đây. Sớm được một con mini này. Con này cũng mới đẻ hồi tối nè. Mọi người coi nè. Tí xíu à. Con này chắc tầm 4 5 lạng, con này to hơn. Con này to hơn cua. Con này chắc to hơn xíu. Con này chắc 7 lạng. Không, cái này là mình đoán ước chừng thôi nha mọi người, chứ mình cũng không biết chính xác nha mọi người. Nếu mình mà đoán có sai thì mọi người cũng thông cảm cho anh em tụi mình nha. Đoán thì ước chừng vậy thôi. Chứ cũng không mấy. Đây, đây con gì nữa đây? Đây con hổ hành. Bắt hai con hổ hành ra trước đi em. Thiệt á, cái lưới này quắn anh kỵ cái lưới này ghê á, cái lưới này nó hay dính ghê á. Thiệt á, mai mốt đừng chơi lưới này nữa. Mọi người nhìn cái lưới này nè. Mình mở ra nó có dính khó chịu ghê luôn á. Anh biết đã không? Sao? Sao nó khó thấy? Thì đúng rồi, nó to nó khó thấy nhưng mà nó nhanh một là một nè, lại nó dính á. Cái này chuột dễ lâu vô làm ổ lắm nha. Con nào nãy nó ói chuột ra nè nha mọi người. Chuột cha, nghe mùi như mùi mắm ruốc em ơi. Rồi bây giờ để nó gói về chết em. Rồi bây giờ mình để anh em mình nó tháo cái con kia ra mình tranh thủ mình bắt. Quá cha. Ơi. Má thì cái thấy mấy cảnh này ghê ghê á. Nó dễ ra một bãi nha mọi người. Nha mọi người xem coi. Chuột đậu hũ. Chuột giống y đậu hũ á. Kinh quá. Rồi bây giờ mình bắt con hổ vẹn này ra trước nha mọi người. Đây em thứ hai nè. Bắt em thứ hai ra trước nè. Chung là bắt một tay luôn chứ cần cho nhiều. Nó cắn thì đau thôi chứ có gì đâu sợ. Đúng không? Anh tháo cái bọc ra trước đi. Để bỏ nó vô không? Bây giờ một tay tháo bằng niềm tin á. Từ từ đợi. Đợi em tháo nó ra nè. Lôi nó ra luôn em. Lôi thẳng nó ra luôn. Được không? Chứ bây giờ em nhát vô sao được? Nuôi vậy chứ chuẩn bị chụp đầu lôi ra nè, tao biết hết á. Miệng nó dốc rồi quen tật. Không em không quen, không lôi đâu. Bậy mà. Nói gì bậy chứ không có dao cắt luôn. Tí nữa lấy dao cắt đầu luôn. Em không lôi đâu. Mọi người nhìn cái cảnh này thì thấy chăng đời luôn á. Đây. Trời ơi, hai con ngoách ra hai đầu đồ lần đầu tiên mình thấy. Ủa? Cái kiểu thấy chán hề. Thì có thấy cái cảnh anh chán ghê luôn á. Nó vô rồi hai con to thì... Vô hai con to thì mình cũng đỡ chán lại đủ vô hai con chút khác nữa nha. Mà nó dính đi. Tháo ra đi tao bắt ra đi em. Thôi để sao anh đừng bắt mấy con này nhìn chết. Ê, bắt hộ vẹn ra trước đi. Nên này từ tháo bọc nữa ra đây. Mọi người thấy phê không mọi người? Mọi người coi nè, cái lùm này mười mấy cái dính nè. Chà. Phê không? Nói chung là dạy là thuộc dạng trúng rồi nha mọi người. Rồi mọi người thấy phê không mọi người? Quá yên. Rồi. Ngắm huyền thoại này. Ngắm mấy con huyền thoại này mới đã nè, cua. Đã không? Con này biết lợn luôn. Đã chưa? Phê. Đây là em thứ hai luôn nha mọi người. Bỏ vô bọc luôn em. Con này chắc tầm 7 lạng nha mọi người. Con này chắc tầm nửa ký, con này 7 lạng. Là được hơn ký rồi đó em. Hơn ký là được rồi. Đó là em thứ hai luôn nha mọi người. Bắt con này ra trước luôn này đại. Con bị ói chuột này. Bắt ra đi chứ để nó hôi. Rồi hai em nha mọi người. Đây là em thứ ba. Bắt em thứ ba ra nè. Ghét thiệt không ạ? Quý cái này. Thì cái nó chướng nó móc dính khó chịu ghê. Rồi đây là em thứ ba luôn. Đây là em thứ ba luôn nha mọi người. Nói chung mình bắt con nào mình tính con đó. Hai con đó là cùng một loại luôn nha mọi người, đều không có độc. Chỗ mình gọi là hổ trâu á, chỗ khác gọi là hổ vện hay là còn gọi là long thừa nha mọi người. Nó dòng đó không có độc, nó chỉ cắn thôi, cắn chảy máu thôi. Rồi cái dòng này là hổ hành nha mọi người. Anh để cho nó mời luôn. Không rảnh. Đây là dòng hổ hành nha mọi người. Lời này là không có độc nhưng mà thịt cực kỳ ngon luôn. Nó mềm. Thịt ngọt mềm ngon lắm. Đây, cái này mà con nít mà bị suy dinh dưỡng nha mọi người, nấu cháo ăn có đạm ghê lắm. Nó bị béo phì luôn.
Rồi vậy, bây giờ mình bắt em khổng lồ này ra đã nha mọi người. Rồi mọi người nhìn nè. À nhìn là thấy sướng rồi bà cua. Đã. Ôi trời, nó tróc cái da luôn rồi khung. Má nó bị trầy nè. Tay vô bị trầy sót con rắn luôn rồi. Đó rồi đẩy đẩy cái đó xuống xuống trước. Ấy ấy ấy, đẩy đẩy. Em đẩy con rắn vô lại. Ê, rồi. Đẩy chạy ngược vô lại. Rồi rồi rồi. Rồi chết. Rồi 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 rồi. Xỏ đi, xỏ đi. Xỏ đi để anh giữ nha. Không ra luôn. Lôi ra luôn rồi. Lôi ra luôn. Trời ơi, trầy hết con rắn. Trầy bắt cái lưng nha mọi người. Ôi. Trời ơi. Trời ơi, xót ghê trời. Thiệt để 2-3 bữa nó lành lại em. Ôi, cầm 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 lên cho mọi người xem em. Ôi đã không mọi người ơi. 2kg không mọi người? Ừ, con này phải được 2kg không? Con này to mà, con này chắc được tầm gần 2kg nha mọi người. Mọi người nhìn nè, mọi người nhìn cái tay mình nè. Nhưng mà nó bị sót mọi người. Trời ơi, sót nghe luôn á. Do cái lòng nhỏ quá nha mọi người. Như cái lòng to to như hôm bữa thì được, cái lòng này nhỏ quá. Ôi trời ơi, trầy rắn quá. Rồi đúng rồi, cái con này bỏ riêng cái bọc ra đi, con này bỏ chung qua một bọc nha mọi người, chỉ để nó bỏ qua cái bọc nhỏ nó cứ tùng chết hết. Rồi đây là em thứ tư phải không em? Thứ tư. Hai em nữa này nữa là 6 em nha mọi người. 25 cái được 6 em nha mọi người. Trời ơi phê rồi, 6 con là được rồi. Bây giờ hai con này chả biết bắt kiểu gì rồi đây, chắc lôi đầu nó ra luôn em à. Hay là nhặn nó vô, nhặn ngược nó vô thôi chứ em có cầm thấy cái kềm không? Em mở cái hòm ra em lô đi, rồi anh nhận từ từ lặn vô á đại ơi. Nè. Rồi bây giờ từ mình tạm ngưng lại để mình xử lý mấy con này để nha mọi người. Để cạc cầm một tay khó xử lý quá. Rồi ok nha mọi người. Anh em mình vừa xử lý xong nha mọi người. Xử lý xong hai con hổ hành này chắc cỡ 10 15 phút á. Rồi bây giờ thành quả của anh em tụi mình nha mọi người. Thành quả tổng cộng được mấy con em? 6 con à? Ừ, 6 con. Tổng cộng được 6 con nha mọi người. Nói chung là bây giờ mấy cái lồng này thì mình chưa bỏ chuột lại luôn nha mọi người. Còn có mấy con còn chuột à? Hả? Bây giờ chắc mình đem mấy cái lồng này về mình giấu. Nay thành quả bữa nay nói chung là được hơn hôm kia nha mọi người. Bữa hôm kia được một con hổ trâu với một con hổ hành nè. Bữa nay được 6 con nha mọi người. 3 hổ vện với lại 3 hổ hành nha mọi người. Tổng cộng 6 con. Chung là thành quả bữa nay là quá ok nha mọi người. Tầm mấy ký ta? Con này cỡ 2 ký. Rồi cỡ chân này cỡ 2 kg nữa, cỡ tầm 4 kg nha mọi người. 25 cái cỡ tầm 4 kg rắn nha mọi người. Nói chung là được em hổ khủng này là thấy phê rồi nha mọi người. Phê không mọi người? Anh nhìn là thấy khoái rồi. Quá phê. Mọi người nhìn này. Không nhận rắn đầu mùa dài là quá em rồi nha mọi người. Quá dữ luôn rồi. Thôi bây giờ hai anh em mình tranh thủ về nha mọi người. Giờ cũng trưa rồi. Tầm 12 giờ rồi nha mọi người. Trưa nắng quá rồi. Đói bụng nữa. Rồi anh em mình tranh thủ về đây. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha mọi người. Người thấy video hay nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ anh em tụi mình với nha. Thôi bye mọi người nha. Bye mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Rồi anh em mình về đây.